Trời ơi, đứt tiếng ơi. Dạ. Wow. Thằng này không thích gà dữ vậy ta. Sao bổ mít này ngay vậy Tiến. Không Tiến rồi nhỏ má mít hả Tiến? Ở nhà hả? Dạ, có đường bồ xa đó. Ủa bán ở đâu? À, có đường bồ xa đó. Bán ở đâu? Tình hình Tiến. Không ngờ em Tiến này quá giỏi. Không. Ủa vậy hả? Trời, không biết mít này nhanh chưa thì thơm ngon. Cho miếng thôi, cho miếng nha. Thử. Ngọt không? Ngọt chứ. Xứng đáng. Không ngọt kia, ngọt kia, ngọt. Nè, cho mấy người đẹp cho mít xứng đáng. Tôi dặn tấm lòng của người này. Ủa? Đúng không? Em bổ mít mà nhanh dữ vậy trời. Ủa là trời, có nè. Hên chứ hả? Bỏ con dính tay lên, lấy mũ, lấy viên vé cho người đẹp, lấy viên vé coi nè. Thì má Hà nói là lận 2 tiếng, chứ nó lận 2 tiếng. Tiến biết sao không? Hồi nãy giờ mấy chị rất là muốn ăn, mà mấy chị nói rằng là ai mà bổ hổ cái trái bích này. Ông chủ ngân hàng thì tao đầu quá. Bên ông chủ ngân hàng đó. Sao mà chị Thảo Hồ với lại tụi anh kia mà định là hai đứa cùng nhau bổ, mà đợi ngày mai mới bổ nổi. Ai dẹo này bổ bụp cái xong. Hay quá. Ờ,